Cho tất cả các học sinh lớp 11, các em đang theo dõi video hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa vật lý 11 được phát hành trên kênh YouTube Học 247. Hôm nay thì chúng ta sẽ học bài cuối cùng của chương 7, chương mắt các dụng cụ khoa, và cũng là bài học cuối cùng của chương trình vật lý 11. Đó là bài 34, bài kính thiên văn. Thì trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về kính thiên văn. Tìm hiểu xem kính thiên văn nó có cấu tạo như thế nào, tính chất và công dụng của nó có những điểm gì đặc biệt. Các nội dung chính của bài mà các em cần nắm đó là gì? Thứ nhất, các em cần phải ôn tập lại cho cô về công dụng và cấu tạo của kính thiên văn. Thứ hai đó là sự tạo ảnh với kính thiên văn. Và phần quan trọng đó là công thức, số bộ giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực. Chúng ta sẽ có công thức G vô cực bằng 3 alpha trên alpha không và bằng F1 trên F2. Đây là phần tóm tắt lý thuyết cũng như là các nội dung chính của bài mà cô vừa điểm sơ qua. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần tiếp theo, đó là phần nội dung bài tập sách giáo khoa. À, trước đó thì các em hãy cùng quan sát lên đây. Đây là hình ảnh của hình minh họa kính thiên văn hiện đại được sử dụng cho cá nhân. Rồi, được chưa nào? Nếu mà sau này mà có bạn nào mà học môn thiên văn á, thì các em sẽ thường xuyên sử dụng cái dụng cụ này để làm gì? Chẳng hạn như là quan sát các vì sao trên bầu trời của chúng ta chẳng hạn nè. Rồi, được chưa nào? Thì chúng ta quay trở lại nội dung chính. Vật lý 11, bài 34, bài kính thiên văn. Bài tập sách giáo khoa của nó gồm có 7 bài. Và trong 7 bài này thì nó đã bao gồm một số câu lý thuyết, lý thuyết giáo khoa, lý thuyết trắc nghiệm, cũng như là một số câu bài tập tự luận tính toán nhằm giúp các em ôn tập lại bài, vận dụng công thức để rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Và chúng ta hãy cùng đi vào bài tập 1 nhé các em. Bài tập 1 nói gì ở đây nào? Nêu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn. Vậy thì kính thiên văn là gì? Nó có công dụng và cấu tạo như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhắc lại ở đây nào. Kính thiên văn là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt, có tác dụng tạo ảnh và nó có góc trông lớn đối với những vật ở rất xa như là các thiên thể. Đồng thời, cấu tạo của nó, kính thiên văn sẽ có hai bộ phận chính, đó là thứ nhất vật kính L1 là một thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn, cỡ khoảng mét. Và tương tự như kính hiển vi, thì bộ phận thứ hai của kính thiên văn sẽ là thị kính L2. Thị kính L2 là một kính lúp dùng để quan sát ảnh của vật tạo bởi vật kính. Và vật kính và thị kính của kính thiên văn được đặt đồng trục, khoảng cách giữa chúng thay đổi được. Rồi, vậy như các em, đó chính là công dụng và cấu tạo của kính thiên văn. Tiếp theo chúng ta sang bài tập 2, vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực. Chúng ta hãy cùng quan sát lên hình ảnh mà cô cung cấp. Đây chính là hình ảnh của đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực. Bạn nào mà chưa biết vẽ thì có thể quan sát lên đây ha. Hoặc là bạn nào quên á, thì cũng có thể mở lại sách giáo khoa. Vì hình này được thể hiện ở sách giáo khoa trang 214, đó là hình 34.4. Cái hình mà nó ghi số trên này 34.1 là theo sách cũ của cô ha. Còn sách mới của các bạn sẽ là hình 34.4. Rồi, được chưa nào? Đường truyền của chùm tia sáng và kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực. Rồi như các bạn, chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo, bài tập 3. Viết công thức về số bộ giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực. G vô cực của kính thiên văn nó có gì khác so với G vô cực của kính hiển vi? Chúng ta sẽ có công thức của nó như sau. G vô cực bằng tan pha trên tan alpha 0 và bằng F1 trên F2. G vô cực của kính hiển vi là gì? Bằng alpha trên alpha 0.
Còn bên này thì tan alpha trên alpha 0 nó sẽ bằng F1 trên F2. Trong đó, cơ vô cực là gì nè các em? Đây, yêu cầu của đề bài. F1 là gì? F2 là gì? Chúng ta có gờ vô cực là số mũi giác khi ngắm chừng ở vô cực và nó không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt sau thị kính. Ví dụ cô nhé. Gờ vô cực này nó không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt sau thị kính. F1 tiêu cự của vật kính. Rất là dễ dàng. F2 tiêu cự của thị kính. Và số mũi giác của kính thiên văn trong điều kiện này không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt sau thị kính. Nhớ dùm cô ha. Tiếp tục kết thúc bài tập 3 và chuyển sang bài tập 4 nào. Hãy giải thích tại sao tiêu cự vật kính của kính thiên văn phải lớn. Các bạn nào giải thích được giúp cô câu này không nào? Đó là gì? Vì sao? Chúng ta có số bụi giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là gì? Cô xin lỗi các bạn ha, ở trong bài này chúng ta học kính thiên văn. Nên là cô đưa ra công thức phải là số bụi giác của kính thiên văn chứ không phải là kính hiển vi. Công thức thì đúng rồi nhưng mà cô gọi nhầm. Từ trên đã, gờ vô cực thể bằng tan pha trên tan pha 0 bằng F1 trên F2. Đây, công thức này chúng ta xoay quanh công thức này nãy giờ luôn. Từ công thức này chúng ta có điều gì? Để quan sát được ảnh của vật bằng kính thiên văn thì ta điều chỉnh thị kính để ảnh qua thị kính là ảnh ảo và nằm trong giới hạn thấy rõ, giới hạn CVCC của mắt. Từ đó chúng ta suy ra được một điều, đó là gì nào? F2 nó phải vào khoảng cm. Và muốn g có giá trị lớn thì ta phải tăng giá trị của F1 lên. Lúc này chúng ta sẽ suy ra được, đó là gì? Tiêu cự vật kính của kính thiên văn phải lớn. Vậy là chúng ta đã giải thích được câu hỏi vì sao mà tiêu cự vật kính thiên văn phải lớn. Rồi, được chưa nào? Hết bài 4 nha. Giờ chuyển sang hai bài tập 5 và 6. Đây là hai bài tập trắc nghiệm. Với nội dung đầu tiên, đó là người ta cung cấp như sau. Đó là đặt F1 và F2 lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn. Xét các biểu thức. Biểu thức 1, F1 cộng F2. Biểu thức 2, F1 trên F2. Và biểu thức 3 là F2 trên F1. Và hãy chọn đáp án đúng ở các bài tập 5 và 6 dưới đây. Đó là gì? Đầu tiên chúng ta đi vào bài tập 5. Số mũi giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào dưới đây? 4 phương án dành cho bài tập 5 như sau. Phương án A, biểu thức 1, F1 cộng F2. Phương án B, đó là biểu thức 2. Và phương án C là biểu thức thứ 3. Phương án D là gì? Một biểu thức khác với 3 biểu thức đã cho. Bài này vô cùng dễ đúng không nào các em? Chúng ta có số bụi giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực thì nó sẽ có biểu thức là gì? Gờ vô cực bằng tan pha và bằng F1 trên F2. Và biểu thức này nằm ở câu B, đây mới là phương án đúng. Và các đáp án A không đúng, C không đúng và D cũng không đúng. Các em hãy chọn phương án B cho bài tập 5 giùm cô ha. Và kế đó, kết thúc bài 5, chúng ta chuyển sang bài tập 6. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực nó sẽ có biểu thức nào? Các đáp án được đưa ra lần lượt đó là câu A biểu thức 1, F1 cộng F2. Câu B biểu thức số 2, F1 trên F2. Và câu C là biểu thức thứ 3, F2 trên F1. Tương tự như bài tập 5, câu đề ở đây cũng là một biểu thức khác. Khác với 3 biểu thức đã cho. Hãy chọn giúp cô một phương án đúng nào. Chúng ta có điều gì? Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức là F bằng F1 cộng F2 nằm ở phương án A. Như vậy thì ba phương án còn lại đó là B, C
C và D đều không đúng. Hãy chọn phương án A cho bài tập 6 giùm cô ha. Rồi, và bài tập 6 chúng ta sẽ dừng nó ở đây. Và chúng ta chuyển sang bài tập 7 nào. Chúng ta không làm trắc nghiệm nữa mà chúng ta sẽ làm bài tập tự luận tính toán. Đề bài 7 như sau. Vật kính của một kính thiên văn dùng ở trường học có tiêu cự F bằng 1,2m. Hiện kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự F2 bằng 4cm. Tính khoảng cách giữa hai kính và số bộ giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực. Hãy suy nghĩ phương án giải quyết bài tập 7 này giúp cô nào. Bài 7 này làm như thế nào đấy các em? Chúng ta sẽ có vật phẳng cần quan sát kẹp giữa hai tấm thủy tinh mỏng trong suốt. Nó sẽ gọi là tiêu bản. Và lúc này thì chúng ta sẽ đặt vật cố định trên giá, đồng thời di chuyển toàn bộ ống kính, tức là di chuyển cả vật kính và thủy kính từ vị trí sát nhập ra xa dần bằng ốc vít bị cấp. Tiếp đó chúng ta sẽ điều chỉnh khoảng cách từ vật đến kính D1 sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng giới hạn thấy rõ CC-CV của mắt. Ở đây thì nó có sự nhầm lẫn một tí. Rồi, bắt đầu từ đây, chúng ta sẽ cùng giải lại cho cô bài tập 7 ha. Với điều kiện đề bài cho chúng ta đó là gì? Tiêu cự F1 bằng 1,2m. Và thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự F2 bằng 4cm. Hãy tính cho cô khoảng cách giữa hai kính và số bộ giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực, đó là g vô cực. Đặt bút lại và tính giùm cho cô nào các bạn ơi. Bài này thì cô chỉ cần áp dụng đúng hai công thức là xong. Đó là gì nào? Công thức thứ nhất, khoảng cách giữa hai kính của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực. Đây, đây sẽ bằng F1 cộng F2 và bằng 1,2 cộng 0,04. 0,04 này chính là 4cm và bằng 1,24m. Vậy là chúng ta xong ý đầu tiên. Vậy thứ hai là gì? Tính số bộ giác của kính thiên văn. Thì chúng ta sẽ áp dụng công thức số bộ giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực. Đó là công thức gì nè các em? G vô cực bằng F1 trên F2. F1 đâu? 1,2, F2 bằng 0,04. Và bấm máy cho cô thì lúc này nó sẽ ra được đó là 1,2 trên 0,04 bằng 30. Như vậy thì bài tập 7 này vô cùng đơn giản đúng không nào? Rồi các em thân mến, như vậy là chúng ta đã đi xong bài tập 7. Cũng là lúc mà chúng ta kết thúc xong các bài tập sách giáo khoa của bài 34 kính thiên văn. Thì sau khi hoàn thành xong bài tập của bài kính thiên văn thì các em cần phải ôn tập thêm một số mục tiêu của bài như là gì? Công dụng của kính thiên văn và cấu tạo của kính thiên văn khúc xạ. Cần phải vẽ được đường truyền của chùm tia sáng và kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực. Đồng thời là ôn tập lại công thức tính số bộ giác của kính thiên văn để chúng ta áp dụng và giải bài tập. Các em hãy cùng đón xem video tiếp theo. Đó là các video nằm trong danh sách khác của phần hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa vật lý 11. Danh sách phát này được phát hành trên kênh YouTube của Học 247. Đồng thời tại đây thì các em có thể xem lại các bài giảng trước đó. Các em hãy cùng bấm subscribe kênh cũng như là chia sẻ và mời bạn bè cùng học các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn. Và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn giải bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.